tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tính Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2021 cảnh báo nguy cơ giảm sâu. Giá vàng thế giới có xu hướng giảm sau khi không thể vượt ngưỡng 1.800 USD trên một ao kháng cự mạnh. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết ở mức 56,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra 57,85 triệu đồng trên một lượng. Tuần qua, vàng miếng của Doji tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, vàng miếng SJC có mức chênh lệch là 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra và mua vào. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên Mỹ tăng 0,3 USD trên một ao lên 1.780,7 USD trên một ao. Giá tương lai giao tháng 9 trên sàn COMEX giảm 0,6 USD xuống còn 1.780 USD trên một ao. Giá vàng thế giới quy đổi sang Vietcombank đang đứng ở mức 49,74 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 7,3 triệu đồng trên một lượng. Vàng được hỗ trợ khá mạnh sau khi Mỹ công bố lạm phát không còn tăng mạnh. Nhiều nhà đầu tư cho rằng lạm phát Mỹ tăng mạnh chỉ là nhất thời. Như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã từng cảnh báo, điều này có thể khiến Fed tiếp tục duy trì thắt chặt chính sách tiền tệ. Qua đó, sức hấp dẫn của vàng đã tăng trở lại. Sự suy giảm của đồng USD và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng được báo cáo là tiếp tục sẽ được hỗ trợ cho kim loại quý. Vàng đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ ở mức thấp nhất trong tháng 3 tại mức 1.679,8 USD trên một ao và đang tiếp cận mức kháng cự là 1.806 USD trên một ao. Mức kháng cự cao nhất kể từ giữa tháng 7 là 1.834. Vàng tăng bất chấp đồng bạc xanh lên giá khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 7. Theo đó, hầu hết các quan chức Fed đồng tình rằng họ có thể giảm dần giảm nhịp độ thu mua trái phiếu trong năm. Fed đánh giá rằng họ đã đạt được mục tiêu lạm phát trong khi dần dần tiến gần hơn so với mục tiêu việc làm. Dự báo giá vàng tuần tới, vàng vẫn có xu hướng chưa rõ ràng. Các chuyên gia kinh tế và giới đầu tư nhỏ lẻ chưa có quan điểm rõ ràng về xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn, khi kim loại quý vẫn chưa phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.800 USD trên một ao. Theo kết quả của cuộc khảo sát của Kitconil, các chuyên gia kinh tế và giới đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa có xu hướng rõ ràng. Tuần này có 15 nhà phân tích phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát của Kitconil. Trong số này có 7 người tương đương 47% dự đoán giá vàng tuần tới sẽ tăng và 4 người tương đương 27% có ý kiến ngược lại, còn 27% còn lại cho rằng giá vàng bình ổn. Trong khi đó, cuộc khảo sát trên Matrix thu hút 930.000 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tổng cộng có 428 người tương đương 46% nhận định giá vàng sẽ tăng vào tuần tới và 334 nhà đầu tư nhỏ lẻ tương đương 36% dự đoán kim loại quý sẽ đi xuống và 168 tương đương với 18% có quan điểm trung lập với giá vàng. Như vậy, tâm lý các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng trở lại đây.
Tâm trạng tiêu cực này ngày càng tăng khi giá vàng thế giới đã không thể vượt ngưỡng kháng cự 1.800 USD trên một ounce. Giá vàng giao ngay trong tháng 12 kết thúc tuần ở mức 1.784 USD trên một ounce, tăng 0.35 so với tuần trước. Ý kiến của các chuyên gia về giá vàng. Các nhà phân tích lưu ý thị trường vàng đang bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau khi nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với lạm phát gia tăng và đà phục hồi kinh tế chững lại do đại dịch COVID-19. Đồng thời, các nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá những bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và tác động của những kế hoạch này đến lãi suất trái phiếu và đồng USD. Theo một giám đốc chiến lược thị trường tại Bloomberg Futures cho biết, trong khi vàng có khả năng vượt qua mức 1.800 USD trên một ounce, các mối đe dọa lạm phát gia tăng trong môi trường tăng trưởng yếu hơn có thể hạn chế mức tăng và kìm hãm đà tăng của kim loại quý này trong ngắn hạn. Ông cũng cho biết giá vàng đã có hiệu suất tốt trong môi trường lạm phát nhưng có khả năng sẽ phải cạnh tranh với đồng bạc xanh và cổ phiếu trong một giai đoạn lạm phát. Theo giám đốc của Aride Arctic, sau khi phục hồi từ mức đáy gần đây, giá vàng sẽ ổn định và chưa tăng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài của triển vọng kim loại quý này thì rất có khả quan. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.